Vâng, chào anh em. Hôm nay mình view cho anh em xem mấy con Makita giá cũng bình dân và động cơ không chọi than. Tất cả trên cái em video này thì nó là hàng nguyên zin. Thì cũng nguyên bản luôn và động cơ không chọi than sử dụng ở 18V. Để cho anh em rõ hơn thì mình sẽ view và nói giá từng sản phẩm cho anh em xem, để cho anh em có cái nhìn về cái giá cả và cái hộp túi tiền của mình để mình đầu tư và mình sử dụng cho công việc của mình nó hiệu quả hơn. Rồi thì cái con Makita đây, động cơ không chọi than, thì máy lướt mình cũng chưa lau chùi và nguyên bản 495. Thì nó là có hai cấp độ từ 0 đến 400 và từ 0 đến hai cấp độ này từ 0 đến 1.500 và ba chức năng. Máy thì nguyên bản nha, sử dụng ở pin 18V. Rồi là giá em này là 1.600.000 nha, nguyên bản ba chức năng 1.600.000. Rồi cái tiếp đến thì một em nữa là con này là DTD 153, động cơ không chọi than, rớt mất cái tem rồi, dơ giấy rồi, cũng nói chung là ấy, 153. Thì giá của em này là 1.400.000 nha, rớt tem. Rồi anh em xem. Rồi tới 153 tiếp, có tem giá 1.500.000. 153 là không chữa than BL nha anh em, hàng mới mắc lắm, nguyên bản hết. Rồi con XDT08, nói chung là hàng này là đình đám nha anh em, mà ngày xưa mà xài con 08 này là khen nó rất là tốt này, rất là trâu bò. Con này XDT08 chỉ còn một con giá 1.500.000. Rồi tới mấy mấy khoan đi, mấy khoan rút led có búa luôn này, led có búa này. Thì mã 485 hết pin rồi, 485 thì con này như mới thì giá 1.800.000 đấy. Đây, rồi anh em nào có quan tâm cái con mà XDT14 thì nó mới trăm triệu, thì giá của nó là 1.200.000. Nó có điều chỉnh bàn phím này. Đây. Rồi em view mấy em Makita như vậy thôi. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ.